vị, tu Phước và tu Huệ có lẽ là hai khái niệm mà mỗi một Phật tử thuần thành đều hiểu rõ. Tuy nhiên, xoay quanh hai khái niệm này thì cũng có khá nhiều những điều thắc mắc và băn khoăn. Ví dụ như là chúng ta nên tu Phước hay tu Huệ trước? Làm gì để sửa Phước? Và muốn tu Huệ thì phải như thế nào? Và ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị cùng chuyên mục Đâu Khó Có An Viên gặp gỡ Thượng Tọa Thích Đạo Lực để lắng nghe những lời giải đáp. Bạch Thầy, con được biết tu Phước và tu Huệ là hai khái niệm thường thức của mỗi người con Phật. Tuy nhiên, để rốt ráo thì không phải ai cũng đủ phước báo để hiểu. Và nhân đây thì con rất mong Thầy có thể cho chúng con được biết là trong nhà Phật thì tu Phước và tu Huệ được hiểu như thế nào ạ? Giáo lý Đức Phật được xem là diệu dược để chữa bệnh cho chúng sanh. Và chúng sanh đa bệnh, cho nên là Phật Pháp cũng đa phương. Có nghĩa là Phật Pháp cũng có nhiều cái pháp môn để đối trị, để chữa bệnh cho chúng sanh. Tuy nhiên, dù có pháp môn nào đi nữa thì việc tu Phước và tu Huệ vẫn là hai cái pháp tu quan trọng mà người Phật tử phải thành tựu, phải viên mãn. Phước đức hay phước báu hay là phước điền, thì chữ phước điền nó có ba nghĩa, tức là bi điền, ân điền và đức điền. Bi điền thì có nghĩa là đối với chúng sanh, mình khởi lên cái tâm thương cảm, từ tâm để mình chia sẻ đối với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn chẳng hạn. Ân điền thì khi mình sống giữa cuộc đời này, giữa mình và người, mình và xã hội, đối với cha mẹ, đối với thầy cô, mình có mối tương quan, mang nặng cái ân tình. Cho nên người Phật tử phải biết tri ân những mọi người xung quanh. Và bà đức điền tức là ý nói đến cái đức của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, để cho chúng ta có con đường, có phương pháp để chúng ta có được cái đời sống an lạc, giải thoát. Còn tu tuệ thì người Phật tử phải biết lắng nghe, biết học hỏi, thực tập hành trì. Thì thực tập hành trì tức là tu tập giới, định thì mới có được cái tuệ. Cho nên là trong quá trình tu tập và hành trì giới một cách nghiêm mật, thiền định một cách tinh chuyên thì mình có được trí tuệ. Như vậy thì trong nhà Phật, việc tu Phước và tu Huệ thì tu Phước phải biết gieo cái phước báo của mình vào trong ba cái mảnh ruộng là bi điền, ân điền và đức điền, và tu tập hành trì giới, định và có tuệ. Dạ vâng, như vậy thì Phước và Huệ thì có liên quan đến nhau hay không? Và Thầy có thể giúp chúng con giảng biệt thêm về tu Phước và tu Huệ. Thực ra khi nói đến tu Phước, tu Huệ thì người ta cứ ngỡ rằng là Phước với Huệ nó không có liên quan gì với nhau. Hai cái pháp tu nó riêng biệt. Nhưng thực chất thì Phước và Huệ nó có một sự tương tác, liên hệ với nhau rất là mật thiết trong quá trình tu tập. Ví dụ như khi mình tu Phước mà là mình nỗ lực tạo được có nhiều cái phước và nhiều công đức rồi. Bởi vì cái phước thì ai cũng làm được. Rất là nhiều người đi từ thiện, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, làm những công việc giúp đỡ người nghèo đó thì ai cũng làm được. Nhưng mà làm phước, tu phước theo cái người Phật tử, tinh thần của người Phật tử thì nó khác. Có nghĩa là nó có cái bóng dáng của tuệ trong đó. Ví dụ như khi mình tu phước thì mình không có cố chấp, mình không có ôm giữ cái phước cho riêng mình. Nhưng mà mình thấy người khác mà thiếu phước thì mình cũng tạo điều kiện cho người khác làm phước. Và thấy người khác làm phước đức á, thì mình sinh tâm hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ đó, cái không ích kỷ đó, thì đó là có tuệ. Cho nên giữa phước, có tuệ nó có cái sự liên quan. Trong quá trình tu tuệ cũng vậy. Người Phật tử mà hành trì tu tập giới, nghiêm mật, nhưng mà không có khinh khi coi thường những người còn vụng về. Và ví dụ trong quá trình tu tập người ta hành trì giới, ví dụ như giới của người cư sĩ tại gia là năm giới, như là không sát sanh, không trộm cắp, thì cái đó mình đang hành trì tu tập giới để có tuệ đó. Nhưng mà không sát sanh còn có cái nghĩa khác nữa là phải phóng sanh. Không trộm cắp mình cũng phải bố thí. Cho nên nó là trong cái tu tập tuệ lại có cái phước. Cho nên giữa phước và tuệ nó ngỡ là hai, nhưng mà thực sự có mối liên quan rất là chặt chẽ.
À, vâng thưa thầy, à, vậy thì đối với những Phật tử mà người ta đã quyết tâm là phước huệ song tu thì người ta có cần phải phân biệt là nên tu phước hay là tu huệ trước không? Bởi vì là cũng có quan điểm là khi mà chúng ta có phúc phần rồi thì chúng ta sẽ có trí tuệ, cho nên là nếu như muốn thành công thì cứ tu phước trước rồi sau đó đến tu huệ. Đã nói là phước huệ song tu thì phải tu đồng thời. Tuy nhiên trong thực tế có những người khi trở thành người Phật tử, họ đi vào bằng cái con đường làm phước. Qua những cái lần làm phước báo đó, rồi họ thấy họ cảm mến về cái lời dạy của Đức Phật, họ tin lời dạy của Đức Phật về cái công việc làm phước, cho nên từ đó họ trở thành người Phật tử. Nhưng ngược lại cũng có những người họ đến với Đạo Phật bằng con đường tu tập, họ tham dự các khóa tu. Mặc dù ban đầu họ chưa hiểu gì về Đạo Phật hết, nhưng qua những khóa tu đó thì họ lại đến với Đạo Phật. Cho nên là theo bản thân chúng tôi nghĩ rằng là không nhất thiết phải tu cái gì trước, nhưng khi đã trở thành người Phật tử rồi có tu tập thì phải tu tập phước và huệ và tu tập đồng thời thì mới có được cái lợi lạc. Một người thiếu phước thì nó cũng rất là vất vả, người thiếu tuệ thì sẽ đau khổ. À, thưa thầy, có nhiều người cho rằng là muốn sống tốt ở đời này, muốn có phước đức để mà gặt hái được giàu sang phúc thọ thì chỉ nên tu phước, còn tu huệ thì kết quả mà để chúng ta gặt được nó rất là lâu và cũng khá là khó khăn, cho nên là chúng ta nên tu phước trước sau đó đến tu huệ. Thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ? Là người Phật tử thì ai cũng biết rằng cái vấn đề cứu cánh đó vẫn là mong muốn thoát khỏi cái khổ đau, có đời sống an vui, tịnh lạc. Cho nên người Phật tử không chỉ mong muốn làm giàu mà còn mong muốn có được cái trí tuệ để vượt thoát cái khổ đau đó. Làm phước hay là tu tuệ cần phải có cái thời gian, có cái thời gian và đòi hỏi có sự nỗ lực, tinh cần, chuyên tâm vào đó thì mới có được cái kết quả. Giống như trồng một cái cây á, thì có những cái loại cây á, một năm mình có trái, 2 năm có trái, nhưng mà có loại cây cũng 50 năm mới có trái. Thì việc tu phước, tu tuệ đòi hỏi cái sự dụng công của mình đến đâu, mình đầu tư đến đâu thì mình cứ có được cái kết quả. Và cái kết quả đó có thể là nó chưa đến bây giờ, nhưng mà nó sẽ đến trong cái thời gian tới. Nhưng thực chất nếu mà nhìn sâu một chút á, thì giáo lý Đức Phật khi mình đã thực tập, bắt đầu tu tập thì đã có được cái phút giây an lạc đó rồi, chứ không đợi đến ngày mai. Có thể là mình chưa cảm nhận được thôi, chứ còn cái an lạc nó đã có rồi. Cho nên là dù phước đức hay là trí tuệ cần phải tự thân vận động, tự thân tu học mới rèn luyện mới có được. Chứ còn trí tuệ hay phước đức cũng không phải là do trời định hay là do ai ban tặng cho mình. Dạ. À, và có những thực tế cho thấy là có nhiều người ta học tập rất giỏi, rất thông minh, nhưng mà lại không gặt hái được nhiều thành tựu cũng như là không có được may mắn cho lắm. Và theo cá nhân con nghĩ thì là do người ta bị thiếu phước. Liệu những người này thì có phải là người ta đã gặt được quả của việc là tu huệ từ nhiều đời nhiều kiếp trước nhưng mà không chịu tu phước hay không? Để có được sự thành công là ngoài cái yếu tố tri thức, trí tuệ thì cần phải có những cái kế hoạch, những cái dự định và thậm chí cái đánh giá về sự việc, về môi trường, rất là nhiều yếu tố trong đó để có được sự thành công. Thì người mà có đầy đủ những yếu tố như thế, chuẩn bị chu đáo như vậy thì cái xác suất thành công rất là cao. Tuy nhiên nếu như đầy đủ những yếu tố như vậy nhưng mà vẫn thất bại thì chắc chắn rằng được thiếu phước. Hồi nãy thầy có nói rằng là phước huệ và song tu. Cho nên trong quá trình tu tập mình phải luôn luôn siêng năng tinh tấn, vừa tu huệ mà vừa phải tích bồi cái phước đức của mình. Phước đức giống như nước mình khát, mình uống nó sẽ hết và xài nó sẽ không còn. Cho nên mình không thể nào nói rằng là mình ngồi đó mình tu tuệ rồi mới tu phước, hay là tu phước rồi tu tuệ, thì nó sẽ khập khiễng. Thưa thầy, con thấy là có những người cũng nhất tâm tu tập cả phước và huệ nhưng mà phước đức cũng chưa nhiều mà trí tuệ thì cũng chưa được khai sáng, như vậy thì có phải là người ta đã tu sai cách không ạ? Việc mà có được cái kết quả về việc tu phước hay tu huệ như trước thầy đã trình bày đó là cần phải có thời gian. Điều quan trọng là cái cách dụng tâm như thế, dụng công như thế nào, dụng tâm như thế nào, đầu tư thời gian như thế nào và tinh chuyên cần cù như thế nào để có được cái kết quả như vậy. Đó là một việc.
Việc thứ hai nữa, cái gì rồi cần có cái thời gian đó. Cái thời gian trong quá trình tu tập, trải qua cái thời gian tu tập thì mới có được cái kết quả nhất định được. Cho nên chưa chắc rằng là cái việc tu phước, tu huệ mà họ nỗ lực nhưng bây giờ chưa có cái kết quả mà gọi là tu sai. Thưa thầy, con thấy là có những người suy nghĩ rất nhẹ nhàng. Họ không quan trọng việc là chúng ta tu phước hay tu huệ, mà cứ nghĩ là mình cứ thành tâm hướng thiện đi và làm theo những điều Phật dạy thì chắc chắn là sẽ có một cuộc sống an lạc hạnh phúc. Thầy nghĩ sao về quan điểm này ạ? Đã nhiệt tâm học Phật và hành trì lời Phật thì đã tu rồi đó. Họ đã có ý thức về cái tu học Phật Pháp cũng như là ý thức về cái việc tích bồi phước đức cho mình rồi. Tuy nhiên là người tu tập thì cần phải có người hướng dẫn để khi mình gặp cái khúc mắc gì đó mình được trả lời, được hướng dẫn cho nó được tốt đẹp. Và trong cái quá trình hành trì như vậy, đương nhiên có những gì mình còn rất là chưa thấu rõ thì những cái vị hướng dẫn đó họ sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho mình tu tập. Trên con đường tu tập có nhiều người hiểu sai lời Phật dạy và dẫn đến có những cái hành động sai và hoặc là có niềm tin nó rơi vào mê tín dị đoan. Cho nên việc tu học cần phải có cái thời khóa và cần có công phu và cần phải có người hướng dẫn. Như vậy thì thầy có thể hướng dẫn cho chúng con được biết là liệu chúng ta phải làm gì để tăng trưởng được phúc đức và trí tuệ? Trước hết bản thân mình phải phát nguyện và nỗ lực tu học. Và thứ hai nữa thì muốn gieo trồng công đức và có được nhiều lợi lạc, được tăng trưởng thì bạn cần phải gieo vào ba cái mảnh ruộng như hồi nãy thầy đã trình bày, đó là bi điền, ân điền và đức điền. Và ba cái mảnh ruộng đó, ba mảnh ruộng đem lại phước báo cho mình rất là nhiều. Cho nên là người tu tập phải luôn luôn phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải hành trì thì mới có được cái lợi lạc. Và trong cái việc tu tập tuệ cũng thế, người tu tập thì phải luôn luôn siêng năng hành trì giới và thực tập thiền định. Và điều đặc biệt nữa, điều mà đáng nhớ nữa phải là người tu phước là không có kể lễ kể công. Và người tu huệ, khi tu huệ mình không có kiêu căng ngạo mạn, thấy người tu phước làm được phước mình sanh tâm hoan hỷ, và thấy họ thành công mình chúc mừng, và thấy họ tinh cần tu học thì mình tán thán. Thì những cái việc mình chưa làm nhưng mà mình chỉ cần tán thán, mình sanh tâm hoan hỷ thì phước đức tự thân nó được tăng trưởng. Vâng, con xin được cảm ơn thầy đã cùng tham gia chương trình và chia sẻ cho chúng con rất nhiều những thông tin bổ ích về tu phước và tu huệ. Tu phước xuất phát từ lòng từ bi, vì có lòng thương người, thương vật nên chúng ta mới thi ân giúp đỡ. Còn tu huệ xuất phát từ lý trí, phân biệt được lẽ chánh tà, chân ngụy. Nếu chỉ có từ bi mà không có trí huệ đi kèm, thì từ bi đó dễ trở thành mù quáng. Ngược lại, chỉ có biết tu huệ không thôi, thì đó là trí huệ khô, chẳng làm lợi lạc cho ai. Vì vậy, mỗi người Phật tử cần phải phước huệ song tu, mang lại lợi lạc cho tự thân và cho toàn xã hội.